Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là cái hộp số 2 tiến một lùi, và mình sẽ mở thử một cái hộp số này ra để cho các bạn xem cấu tạo bên trong của cái hộp số này nó như thế nào. Thì cái loại này nó có hai loại, một loại là 2 tiến một lùi và một loại là 1 tiến một lùi. Cái hộp số này là mình sẽ mở đây, là loại này là loại 1 tiến một lùi cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì các bạn phải mở cái con ốc này trước này. Con ốc này là ốc xả dầu này. Còn con ốc ở trên này là ốc thông hơi này. Đây là ốc thông hơi. Đây là ốc xả dầu. Đấy, tháo nó ra và đổ hết nhớt nó ra. Sau đó các bạn co nhẹ cái này ra ngoài này, và cậy cái lắp này lên. Đây nó chính là cái cấu tạo bên trong này. Đây là cái cấu tạo bên trong của cái hộp số này. Đấy. Đây là cái cần này, là cần để sang số này. Cái cần này là cần sang số này, thì nó sẽ được nó lắp vào đây, và mỗi khi các bạn xoay thì cái bánh răng này sẽ trượt lên trượt xuống, cái bánh chính giữa này sẽ trượt lên trượt xuống này. Đấy, thì nếu như các bạn hạ hết cỡ xuống thì cái bánh răng này trượt xuống dưới cùng này, thì nó sẽ ăn vào cái bánh răng này và đi thẳng sang cái bánh răng truyền ra đằng phần sau này. Đây là dẫn động này, và đây là bị động này, đây là chủ động, đây là bị động này. Cái phần còn nếu như các bạn trượt cái bánh răng này, ăn lên cái bánh răng này, thì cái bánh răng này nó sẽ chuyển động sang cái bánh răng này. Đấy, nó sẽ sinh ra chiều ngược lại này. Đấy, các bạn trượt cái bánh răng này lên này. Lên trên cái bánh răng này, giao với bánh răng này. Thì cái bánh răng này nó ở dưới này, nó có một bánh răng, nó sẽ ăn với cái bánh răng này. Ăn với cái bánh răng này. Và nó chuyển sang bánh răng này, lúc đấy là sẽ ra chiều lùi. Vì vậy là lý giải tại sao là cái chiều lùi nó chậm hơn rất nhiều so với cái chiều tiến. Là bởi vì nó đã đi qua một bậc bánh răng nữa. Còn cái chiều tiến bình thường ấy là nó chỉ đi thẳng qua hai cấp thôi, một đây sang đây và một đây sang đây, là hai cấp bánh răng thôi. Đấy. Thì ở cái hộp số mà nó có 2 tiến một lùi ấy, thì trên cái tầng này là nó thêm một bánh răng nữa. Nhưng ở trong này thì chỉ có 1 tiến một lùi thôi, cho nên nó làm nên như thế này. Nếu như các bạn có từ cái nguyên lý này, các bạn có thể độ ra nhiều cái tốc độ khác nhau. Đây là bánh răng dẫn động ra ngoài này. Và nếu như các bạn muốn sử dụng nhanh hơn thì lấy luôn từ cái trục này. Tất nhiên là phải độ lại thì mới được, chứ còn nguyên bản thì nó không có. Đấy. Đây là cái kết cấu để trượt bánh răng này. Đấy, khi các bạn xoay cần này thì nó có cái rãnh xoắn này, nó sẽ đẩy cái ngàm này. Ngàm này nó sẽ ôm lên cái bánh răng như thế này. Đây, cái ngàm này nó ôm lên cái bánh răng này. Đấy, khi các bạn xoay thì nó sẽ kéo cái bánh răng. Bánh răng này sẽ trượt dọc như này. Tại vì cái bánh răng này nó có cái con bi lẫy, cho nên là kéo nhẹ nhàng thì sẽ không kéo trượt tự do được, để nó giữ vị trí cố định.
đấy, các bạn khi có cần thì các bạn mới kéo được, lực rất là lớn thì các bạn mới kéo nó trượt dọc cái này được. Còn bản chất của cái bộ trượt này là sang số là nó sẽ như thế này thôi. Đấy, thất này nó sẽ kéo bánh răng dịch chuyển như này, sẽ tạo ra các vị trí khác nhau. Đấy, vị trí này một bánh răng, vị trí này một bánh răng và vị trí này một bánh răng, có thể là 3 tầng. Đấy. Đây nó có 4 cấp bánh răng. Đây là đầu vào này. Đây là bánh răng đầu vào này. Nó có trên có cái 3 bậc bánh răng. Đây là hộp số 2 cấp 1 tiến 1 lùi cho nên nó chỉ có 2 bánh răng này thôi. Còn đối với hộp số 2 tiến 1 lùi thì trên này nó sẽ là 3 bánh răng. 3 bánh răng. Và ở trên cái trục thứ cấp này là nó sẽ có 2 bánh răng. Đấy, cái bánh răng kia thì nó sẽ nằm ở cái vị trí này này. Đấy, ở trên cái bộ vòng bi này nè. Ở đây là nó bớt đi một lần bánh răng rồi. Đấy, nguyên tắc của nó thì cũng đơn giản như vậy thôi. Thì ở cái nguyên lý như thế này thì các bạn có thể sử dụng nó vào cái mục đích các bạn có thể tự chế được cái hộp số. Đây là 1 này. Đây là 2 này. Đấy. Cái mục đích mở hộp số này thì cũng chủ yếu để cho các bạn biết cái cấu tạo và cái cách thức hoạt động của nó để làm sao cho mình sử dụng nó dễ dàng thôi. Và thêm một số các bạn khác thì muốn độ chế lại cho nó theo cái ý thích của mình. Thì cũng từ cái nguyên lý này mà các bạn có thể làm... Đấy. Đây. Đây là bánh răng dẫn động ra ngoài này. Đây. Đây là trục. Trục dẫn động ra ngoài thường là rất lớn bởi vì nó truyền lực của nó rất là lớn và dẫn động vào thì rất là nhỏ. Đấy. Dẫn động. Đấy, đấy bình thường thì cái này lúc nào cũng quay này. Đấy. Về nguyên tắc thì cứ số trục này lẻ thì sẽ dẫn động là cho ra chuyển động cùng chiều. Và số trục bánh răng chẵn thì sẽ cho ra ngược chiều. Ví dụ đây nhá. Ví dụ đây là ngược này, xuôi này, ngược này, xuôi này. Đấy, dẫn động vào mà đi qua 4 lần như thế này thì sẽ ra chiều ngược lại này. Xuôi này, ngược này, xuôi này, ngược này. Đấy. Còn là khi mà nó chuyển động chiều tiến ấy, thì nó không ăn qua cái trục này nữa, ăn thẳng vào cái trục này thì sẽ là xuôi này, ngược này, xuôi này. Đấy. Cho nên là đây là chính là cái bánh răng tiến của nó này. Để sao là lý giải tiến nhanh hơn này. Đấy, xuôi này, ngược này, xuôi này. Còn nếu các bạn đi qua cái đường này thì sẽ là xuôi, ngược, xuôi, ngược này. Đấy, thì nguyên lý hoạt động nó đơn giản như thế thôi. Thì khi các bạn sang số thì cũng có một lưu ý là đối với những cái bánh răng này thì khi nó sang số thì nó có sự vào ra giữa cái khớp bánh răng, thì trong cái quá trình sang số mà hai bánh răng chẳng hạn như cái bàn tay mình thôi
Đấy, nó đan thẳng vào với nhau như thế này thì nó sẽ không sang được, thì nó phải lệch sang như này thì nó mới gài vào như này được. Đấy, nó rất là nguyên lý là như này. Nếu như các bạn đang ở rãnh của nhau như này thì các bạn mới kéo qua được, chứ nếu nó đang đau đấu đầu như này thì nó sẽ không sang được số. Vì vậy là cần phải có sự dao động nhẹ một chút thì nó mới sang được số. Đấy, thì cái đấy người ta gọi là giống như cái hiện tượng hóc số đấy. Thì ngay ở trên những cái bản chất, những cái số tiến lùi của xe máy cũng thế thôi. Nếu như các bạn cầm ở trên tay các bạn sang số thì có những lúc nó không sang được thì các bạn phải xoay nhẹ lên cái. Còn thực tế trên xe nó có chuyển động thì lúc nào nó cũng ấy, lúc nào nó cũng sang ngọt ngào hơn rất nhiều. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nhớ bật chuông thông báo để nhận được những cái video khi mới đăng.